Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành và các bệnh viện thực hiện tốt công tác trực và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo thường trực 4 cấp theo chỉ thị của Bộ Y tế gồm trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Các đơn vị y tế cũng phải niêm yết danh sách cán bộ trực tại các khoa phòng, đồng thời phải tổ chức tốt dịch cấp cứu khám chữa bệnh cho người dân dự trữ đủ thuốc máu dịch truyền và các phương tiện trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu khám chữa bệnh đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông ngộ độc thực phẩm đảm bảo tất cả bệnh nhân cấp cứu được khám và điều trị kịp thời không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ